Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Dell Watch Pro 3560 nha các bạn. Hiện trạng của con này là nó đang bị chạm cái đường là sạc B cộng nha các bạn. Nó ngay tại cái cuộn dây BNL101. Đây là nó cấp nguồn 19 vào con phết 19 nha, tại IC sạc nha các bạn. Con phết nguồn 19 cấp vào đó, tại nguồn nguồn sạc nha các bạn, nguồn sạc pin. Đây, thì ở cái dòng này là đã có kỹ thuật độ quạt rồi nha các bạn. Đây các bạn thấy là có kỹ thuật độ quạt. Ở đây. Một cái men. Sau khi mình kiểm tra sơ bộ thì mình phát hiện được tại cuộn dây BL101 nó bị rỉ mờ rỉ một vài cái tụ nha các bạn, làm cho cái nguồn sạc B cộng nó bị sọt xuống mát nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tại vị trí mà nó bị sọt nha các bạn. Đây. Tại vị trí này nha các bạn. À, tại vị trí này là BL101 đây. Đó, nó sẽ cấp nguồn 19 vào cái con phết là BQ 108 nha các bạn. Đó là con BQ 108. Đây là cái nguồn sạc pin nha các bạn, hai con phết của nguồn sạc pin. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem tại vị trí mà cái cuộn dây này đang bị sọt nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ của mình nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đo tại cuộn dây nha các bạn. Đó các bạn thấy là nó có mấy ôm nha các bạn. Đó, nguồn sạc B cộng có mấy ôm. Đây nó sẽ cấp vào con BQ108 này nha các bạn. Đây. Đó, nó cấp vào đây của con BQ108 nha các bạn. Đây mình sẽ đưa gần lại cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy là tại con này nó đang có vấn đề nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cách ly những cái tụ này nha các bạn. Đó, nó sẽ có 4 cái tụ đây. Mình nghi ngờ là tại vị trí này nó có vấn đề. Bây giờ mình sẽ cách ly những cái tụ này ra. Đó, để xem là cái nguồn sạc B cộng có hết hết sọt không nha các bạn. Đây, tại vị trí này nha các bạn. Đó, các bạn quan sát. Đó là mình cho các bạn quan sát là tại vị trí này nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ khò bóc mấy cái tụ này ra nha các bạn. Đó, và sau đó mình sẽ đo lại xem có hết sọt cái đường sạc B cộng không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò ra nha các bạn. Tại vị trí này nó có 4 cái tụ nha các bạn, thì mình sẽ tiến hành mình sẽ bóc 4 cái tụ này ra. Rồi ok. Đó. Đó, tại vị trí này là nó sẽ có 4 cái tụ này nha các bạn. Đó, mình đã bóc 4 cái tụ ra rồi. Đó, 4 cái tụ nè. Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Đó, là coi cái nguồn này đã lên cao chưa nghe, tổng trở đã lên cao chưa nha các bạn. Rồi các bạn cũng quan sát đồng hồ của mình. Rồi tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok.
Đó, mình đo vào con BQ 108 rồi tổng trở đó lên cao nha các bạn. Ok, như vậy bây giờ mình sẽ đo lại các tụ này xem cái tụ nào bị hư nha các bạn. Mình sẽ loại bỏ cái tụ đó ra đó, và mà mình sẽ gắn lại những cái tụ còn lại nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắm nguồn đó, và thử xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo mấy cái tụ này nha các bạn. Rồi, mình phát hiện được cái tụ hư rồi nha các bạn. Đây, cái tụ này hư nha các bạn. Ok. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ loại bỏ cái tụ này ra. Đó, và mình sẽ gắn lại cái tụ còn lại nha các bạn, và mình sẽ kiếm một cái tụ khác. Đó, mình gắn lại cho nó đẹp, hoàn chỉnh. Rồi sau đó mình sẽ cắm nguồn xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi, sau khi mình đã gắn lại các cái tụ nha các bạn, đó tại vị trí BL101. Đó, mình đã gắn hoàn chỉnh nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem một lần nữa xem cái men đã ok chưa nha các bạn. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Rồi, tổng trở đã ok nha các bạn. Đó, tổng trở đã ok rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem dòng. Đó, và mình sẽ kích xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn, các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Máy ăn dòng rồi nha các bạn. Rồi, máy đang ăn dòng. Bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Rồi. Đã có dòng chạy nha các bạn. Ok. Đó, men đã hoạt động. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kích nguồn xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. À, như vậy là máy đã xuất hình. Đây, đó, mình cho các bạn xem. Rồi, như vậy nguyên nhân ở cái con Dell Vectro 3560 là bị lỗi cái khu vực sạc B cộng nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý xong thì máy đã hoạt động bình thường. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.